Chào con cháu nha, thấy các cháu đánh bóng hay quá. Ông sẽ quay cái clip để làm kỷ niệm. Trước mặt tôi là đội bóng nữ của xã Tân Trịnh gặp đội bóng nữ xã Bằng Lang. Hai đội bóng đang trổ tài. Đập. Bên Tân Trịnh phát bóng. Đập. Bên Bằng Lang phát bóng. Đập. À, không được hợp. Đập đi. Mạnh vào. Quá tải. Bên Tân Trịnh có một cô gái rất cao, tầm 1m7. Rất phong độ bóng đá, bóng chuyền. Cứu bóng quá tải. Đội Tân Trịnh phát bóng. Cào. Chiều cào đập bóng không cần nhảy. Tầm 15 phút rồi bóng chưa rơi. Đấy. Rồi. Lâu quá cũng phải rơi. Về Tân Trịnh có bóng. Ngoài một. Nè. Cái khơi đó, đều đều à. Ngoài đây đừng có. Thank you.
Đập. Cứ thế mà thu hoạch. Mấy cầu thủ trẻ rất có triển vọng tương lai. Chúng ta xem chiều cao rất đẹp. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Phát răng kêu. Đập. Xem các chị biểu diễn nào. Đập nữa nào. Đập. Quá tà. Phát bóng không xa. Oh.
rất điệu nghệ. Bên Bàng Lang thắng. Xin các bạn ta nghỉ ít phút. Bên Bàng Lang phát bóng. Ai bóng méo bây giờ. Phát lại. Bên Tân Trịnh dẫn trước 1-0. Đập. Đẹp ơi. Đấy. Hai đội bóng đã thay chân rồi nha. Trước mặt tôi là đội bóng Bằng Lan. Đập bóng không xa. Bóng thuộc về Tân Trịnh. Oh.
điểm. Được tay trái rất khỏe. Bảng Lang 19, Tân Trịnh 18. Bảng Lang có bóng. Hello.
1 2 3 4 5. Đưa cho Quỳnh đập và phát. Tiếp tục lại thua set thứ 3. Hôm nay đã mùng 2 rồi nhưng mà các chị em vẫn vui ngày lễ. Xin các bạn tạm nghỉ ít phút, hẹn gặp lại.